Hello, chào các anh em, chào mừng đến với video của mình. Trong video này thì mình chia sẻ với các anh em một vài chai nước hoa mà mình mới mua riêng cho bản thân mình trong khoảng thời gian vừa rồi. Đó, nói tóm lại là khoe với các anh em một chút là tôi vừa mới mua chai này. Đó, đôi khi thì cho nó thay đổi không khí. Thì đấy là cái chủ đề trong video của ngày hôm nay. Và bây giờ anh em mình vào việc luôn, không lằng nhằng. Chai nước hoa đầu tiên mình muốn khoe với các anh em một chút đó là Guerlain Homme. Đây là một phiên bản, mình không biết là vintage hay không nhưng nó là phiên bản cũ. Bởi vì hiện tại thì Guerlain nó đã ra là thay đổi về mẫu mã. Đây là bản mới này. Đó. Và đây là bản cũ. Đó. Về mùi hương thì đây là một chai nước hoa rất là thích hợp cho các anh em nào ưa một phong cách classic, nhẹ nhàng. Bởi vì một cái mùi hương của bạc hà này kết hợp cùng với một số những cái nốt rượu mình không nhớ nhưng nó giống như kiểu một cái hương vị của một ly cocktail rất là nhẹ nhàng, cổ điển. Anh em nào đặc biệt trên cái tầm trên 30 giống như mình ấy mà thích một cái mùi hương nó nhẹ nhàng và nó cổ điển và tinh tế thì Guerlain Homme là một cái mùi hương như thế. Thực ra chai hoa này mình mua có giá trị là về giống như kiểu là sưu tầm đồ cổ hơn là mình sẽ dùng, vì mình sẽ ưu tiên dùng chai bản mới, nhưng mà bản cũ thì để vậy thôi. Bà để bà ngửi chứ bà không ăn, kiểu như thế. Chai nước hoa thứ hai đó là một sản phẩm của nhà Kenzo và nó có tên là Le Kenzo Pure Fame. Đây là phiên bản cũ, bởi vì hiện tại thì chai nước hoa này đã thay đổi cả về tên và cả về kiểu dáng. Mặc dù là một mùi hương của nữ với cái tông mùi sen là chủ đạo, thế nhưng mình rất là khoái chai nước hoa này, rất là khoái mùi hương chai nước hoa này. Anh em nào mà thích cái kiểu hương, mùi hương nhẹ nhàng ấy, xịt đến chỗ làm thì tuyệt vời, ngửi rất là khoái luôn. Mặc dù nó là mùi hương của nữ nhưng mình nói thật là anh em vẫn xài tốt, xài không thành vấn đề. Tuy nhiên hiện tại để tìm phiên bản cũ này thì mình nghĩ rằng là hơi khó, nó chỉ còn phiên bản mới mà thôi. Cho nên là chắc là chai nước hoa này thì mình cũng chỉ mua về để có giá trị về sưu tầm hơn là mình sẽ dùng. Bởi vì tìm chai nước hoa này bây giờ nghe cũng có vẻ hơi căng đòn cơ ông giáo ạ. Mình rất là khoái chai nước hoa này, rất là khoái luôn. Mùi hương mặc dù là của nữ nhưng mà người rất là phê. Ok, đó là chai nước hoa thứ hai. Chai nước hoa thứ ba đó là Guerlain Musk Noble. Thực tế thì mình đã cho chai nước hoa này, mình đã giới thiệu nó ở như là một trong hai clip gần đây ấy. Thì nhưng mà dù sao cũng vẫn là hàng mới mua, cho nên mình vẫn muốn khoe với các anh em. Đây là một cái tông mùi kết hợp giữa xạ và hoa hồng, rất là tuyệt vời. Về hiệu năng mùi, về độ độc đáo mùi, về độ ít bị đụng hàng mùi, nó rất là ok. Hôm trước thì có một số các anh em, có một hai anh em hỏi mình là so sánh giữa Musk Noble và Centaurier thì cái nào hay hơn. Thì thực ra là về cái bản chất mùi hai chai là khác nhau. Thế nhưng nếu mà chúng ta xét về cái yếu tố độc đáo, hiệu năng và ít bị đụng hàng thì mình cho rằng cả Centaurier và Musk Noble đều rất là ok. Cho nên hai chai này là về ngang nhau về cái độ tinh tế, về mùi hương, rất đáng tiền để chúng ta sở hữu. Và vậy thì nói chung là tùy thuộc vào kinh phí các ông giáo thôi. Còn lại thì về mùi hương thì mình không có gì phải phàn nàn cả. Musk Noble rất là ngon. Ok, cuối cùng tiếp theo nhầm chai nữa đó là Canner Palo Santo. Đây là một mùi hương kết hợp giữa gỗ và sữa. Thực tế là mình đã có một chai đó là Lanvin Oxygen, là sữa kết hợp cùng với hoa. Thì mình cũng muốn là một cái mùi sữa kết hợp mix cùng với gỗ, xem nó ra làm sao. Bởi vì là nói một chút thế này này. Thực ra là về cái mùi hương, mỗi người chúng ta đều có một cái về cái training ấy, cái training level, có nghĩa là nó nôm na nó giống như kiểu chúng ta tự rèn luyện cái level mùi hương của mình một cách khác nhau, không ai giống ai cả. Có những người thì mua chiết, ví dụ như là không biết mùi này như nào, mua về thẩm mùi dần dần một kiểu như thế. Còn đối với mình thì mình training theo một cách, đó là theo cái cách, ví dụ như là nói thế này, hoắc hương thuần nó là như thế nào, hoắc hương cùng với rượu nó là như thế nào, hoắc hương cùng với caramel nó là như thế nào,
có là bản thân mình thì mình phải luôn phải, mình thì mình thích định hình ví dụ cùng là một cái nốt mùi, nhưng mà khi mà nó mix cùng với các nốt nguyên liệu khác như thế nào thì nó sẽ tốn công hơn rất là nhiều, tốn rất là tốn, kể cả về thời gian, kể cả về tiền bạc, nhưng mà nó sẽ giúp cho mình một cái định hình về cái khái niệm mùi nó sẽ tốt hơn. Nói chung là tùy mỗi anh em, đây là mình đang nói về cái cách training của mình thôi. Thì Palo Santo nó là mùi sữa kết hợp cùng với nốt gỗ cũng rất là ok, mình thích như thế. Và có một cái thương hiệu mà mình đã theo dõi nó khoảng gần 2 năm nay, nhưng mà bởi vì là do nhiều yếu tố, ví dụ nhiều khi phải nói là rất nhiều những cái brand ấy mình đã trong cái list rồi, mình đã có gạch tên, nhưng mà thực sự là nhiều khi để mà order lấy hàng về nó để mà thử rất là hiếm hàng đó, nó rất là khó, cho nên là không hề là dễ dàng. Thế nhưng mà UM này là thương hiệu là Juliet Hexagon Not Perfume, mình đã theo dõi nó gần khoảng gần 2 năm nay bởi vì mình cảm thấy là nó có khá là triển vọng ấy. Thì mình vừa mới thử Happy Pear, Flower Power, Simply Unique một vài vai của nó, thì mình sẽ thẩm dần để mình xem, nếu mà ok thì nếu mà mùi nào ngon thì mình sẽ làm để chia sẻ với các anh em chai nào ngon đó. Thì ngoài ra thì đợt vừa rồi mình được một bạn nữ có gửi tặng mình một set mấy mùi 5-6 mùi của nhà Van Cleef and Apple. Nhà nước hoa này mình đánh giá hiện tại mình đang đánh giá rất là cao về cái khả năng làm mùi rất là mượt, độc đáo và mềm mại, nói chung là rất là thú vị. Tuy nhiên thì mình đang thẩm để mà dần dần thì mình sẽ xem là chai nào ngon thì mình cũng sẽ có một cái video, một vài video nếu mà chai nào ngon ấy mình sẽ làm giới thiệu với các anh em, bởi vì thương hiệu Van Cleef này có vẻ khá là xa lạ đối với mọi người, mặc dù nó là có cũng tên tuổi lâu rồi nhưng mà nghe có vẻ các anh em không nhiều người để ý đến. Không sao, đấy là cái câu chuyện của tương lai. Thì mình vừa chia sẻ nhanh với các anh em một vài chai nước hoa mà mình rất hy vọng mọi người thấy thích video này. Còn bây giờ anh em mình bye bye, hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Chí chí.